thế gian này rốt cuộc là cái thế gian phiền não ác trược, nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó tụng. Hy vọng các bạn từ nay đừng có tụng kinh khó tụng nữa nhé. Chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Chú Đại Bi là được rồi. Nếu người ta có tìm đến bạn thì bạn liền niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia. Như vậy thì vạn sự được đại tốt lành rồi. Mọi chuyện trên đời hãy lấy việc không biện minh, không tranh luận làm giải thoát. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe. Thực tế đây là sự thật chân thực, cũng là dạy các bạn ở trên thế gian biết làm sao, biết làm thế nào để độ thoát cái nhân sinh này. Chuyện kể rằng có hai nhà hàng xóm trái phải ở cạnh nhau. Nhà bên trái ngày nào cũng cãi lộn xào xáo, hàng ngày đều có chuyện thị phi nói ra, nói vào. Chẳng những là vợ chồng con cái cãi cọ với nhau, mà có lúc con cái còn cãi lộn với cha mẹ. Gây cãi quá nhiều, mọi người đều bực bội rồi mà. Thế nhưng, nhà hàng xóm bên cạnh lại đúng là một gia đình cha mẹ từ ái, con cái hiếu thuận, là một gia đình vô cùng có phúc khí. Cái gia đình cãi cãi cọ cọ suốt ngày ở bên trái này, một ngày nọ đặc biệt qua hỏi nhà hàng xóm bên phải. Ông ta nói, nhà tôi thật sự là cãi vã với nhau đã quá khổ sở rồi, rốt cuộc là bên nhà ông có bí quyết gì vậy? Chẳng những không nghe nhà ông cãi vã với nhau, mà ngay cả việc nói chuyện to tiếng cũng không thấy. Chung quy lại là nhà ông có bí quyết gì thế? Ôi dào, chẳng có gì đâu ông ơi. Xin ông hãy nói một chút đi, chỉ cho chúng tôi một chút đi, để những phiền não trong nhà tôi được cải thiện một chút. Nếu ông nhất định muốn tôi phải nói, thì thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chính là do chúng tôi thường nghĩ, nhà ông đều là người tốt cả, nhà tôi đều là người xấu. Hả? Đây tóm lại là ý gì vậy ông? Gia đình ông từ cha mẹ đến con cái đều đang cùng nhau làm việc, làm sai rồi thì đều là đối phương làm sai, làm đúng thì đều là tôi làm đúng. Cho nên nhà của ông đều là người tốt, việc gì làm sai rồi đều trách người khác là ông, bà, con xấu xa quá. Còn cái gia đình của tôi thì phàm làm điều gì sai đều là tôi làm sai, đối phương không sai, sai đều là tôi sai. Tôi xin lỗi, hãy xin lỗi đối phương là như thế đấy. Một mình không sợ làm sai điều gì, vì là con người chứ có phải thánh hiền đâu. Ai mà chẳng có sai lầm, nhưng sai rồi thì bạn phải nhận sai. Chỉ sợ nhất là sai rồi mà không chịu nhận lỗi, còn bắt lỗi sai của người khác. Nếu như vậy thì không chỉ là anh em cãi vã gây gỗ, thậm chí cả mẹ con, cha con cũng sẽ cãi cọ xích mích. Trong gia đình nào mà có hòa khí thì đều nói rằng nhà chúng tôi đều là người xấu, phàm là chuyện xấu đều do tôi làm đấy. Bạn xem như thế có thật là người xấu không chứ? Còn cái gia đình nào mà cả nhà cứ cãi cãi cọ cọ rồi họ luôn nói là tôi là người tốt, chuyện xấu đều là người kia làm, tôi là người tốt nhất. Cái triết lý này các bạn nghe hiểu rõ chứ? Đơn cử một thí dụ thế này, giống như một ly trà đã uống hết một nửa, người anh trai tiện tay để ở trên một góc bàn, thằng em nhỏ chạy qua bất cẩn đụng một cái liền khiến cho cái ly rớt xuống đất vỡ tan, tay cũng bị phỏng luôn. Người anh liền mắng nó, sao mày đụng vào cái ly của tao, làm dở luôn rồi kìa. Thằng em đáp, sao anh không để cái ly cho đàng hoàng ngay ngắn. Thế là hai anh em liền cãi nhau. Nếu như người anh nhìn thấy đứa em làm vỡ cái ly rồi mà biết nói là, ủa, nước trà nóng có làm phỏng tay em không? Là do anh không đặt ly cẩn thận, khiến cho em làm vỡ mất cái ly rồi. Nói như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình không? Phàm tất cả mọi chuyện đều có nhân quả của nó, lại càng có một thứ nhân quả hiện tiền. Bạn trách người ta không tốt, người ta sẽ liền trách bạn ngay. Nếu bạn khiển trách bản thân mình rằng, tôi đã làm sai rồi,
Được thế thì lỗi nào người ta cũng tha thứ và chấp nhận cho bạn được. Mọi người trong việc đối nhân xử thế, hãy giữ lấy việc này cho kỹ. Được vậy thì bạn đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ cũng đều được thái bình. Kỳ thực, thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là do kẻ tầm thường tự chuốc phiền phức vào mình thôi. Thị phi đều do tự mình chuốc lấy. Người biết rõ như vậy thì làm gì có thị phi? Mọi người đến chùa này rồi thì phải lấy được của báu. Đồ quý báu của Phật Pháp thì phải biết mà lấy. Của quý trong thế gian thì không được lấy, chớ đừng có ham. Phật Pháp dung hội hết cả Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, nên là Pháp viên mãn nhất. Ở thế gian này, nhận sai, nhận lỗi chính là bảo vật đáng quý nhất trong đạo xử thế làm người. Hôm nay Lão Hòa Thượng tôi đem cái của báu này hiến tặng cho quý vị. Điều mà con người hay tự rước phiền phức cho mình nhất đó là làm sai rồi mà còn cứ không chịu nhận lỗi, đó là thứ khiến cho người ta ghét nhất đấy. 50 lượng vàng. Chuyện kể rằng có một gia đình trung phú kia lại sinh ra 4 thằng con trai kém cỏi. 4 thằng con này chỉ thích ăn mà lười làm việc, lại còn làm những việc không đứng đắn. Kết quả là khiến cho cả gia đình vốn dĩ khấm khá nay trở thành nghèo khổ cùng cực. Một ngày nọ, người cha già bị bệnh sắp qua đời, gọi 4 thằng con trai đến bên giường bảo rằng: "Các con à, cha sắp chết rồi. 4 đứa mày sau này sinh sống làm sao đây?" Lời ông thốt ra thì thào yếu ớt, nhìn bộ dạng rất thảm hại. Mấy thằng con trai dở tệ của ông nghe cha nói như vậy, liền nghĩ thầm: "Làm sao bây giờ? Có cha thì dựa vào cha, cha không còn nữa thì phải sống sao để qua ngày được đây? Hay là chờ chết luôn? Nhưng bây giờ mình vẫn còn trẻ mà, thì sao có thể chờ chết được?" Người cha già nói: "Chào ôi, cha biết là sẽ đến một ngày cha phải chết. Mà cha vừa chết thì cuộc sống của mấy đứa con liền có vấn đề ngay thôi. Cho nên lão già này đã sớm chuẩn bị cho tụi bay xong rồi. Cha có để lại một số vàng để dùng vào cuộc sống sau này khi tụi con cần thiết." Đám con trai nghe thế liền tỉnh táo ngay hỏi cha: "Vàng để trong nhà phải không cha?" Người cha trả lời: "Bây giờ thời cuộc không tốt, xã hội động loạn không an. 40 lượng vàng cha làm sao dám để ở trong nhà chứ?" "Vậy thì vàng để ở đâu cha?" Người cha đáp: "Cha để ở trong ruộng lúa trồng ngũ cốc ở dưới chân núi. Ở đó có 10 mấy mẫu ruộng. 10 mấy mẫu ruộng đất đó, cha của chúng đã đem bản khế ước giấu kỹ lại. Nếu không thì cũng bị chúng bán mất tiêu luôn rồi." Người cha bảo: "Vàng cha chôn ở dưới ruộng. Cụ thể là chôn ở chỗ nào cha cũng không nhớ nữa. Dù sao thì số vàng đó cũng đã chôn ở trong 10 mấy mẫu ruộng đất đó rồi còn gì. Tụi bay đi kiếm đi. Cha sắp chết tới nơi rồi. 4 đứa bay nếu muốn giữ được tính mạng của mình, duy trì sự sống thì hãy đi mà tìm 40 lượng vàng đó về." 4 thằng con trai nghe người cha nói như vậy, đều không nghĩ là cha chúng sắp qua đời rồi thì phải làm sao đây. Chẳng những trong lòng không có chút nào hổ thẹn, mà khi vừa nghe đến 40 lượng vàng thì tinh thần liền phấn khởi lên ngay. Người cha vừa mới nói chuyện với chúng buổi tối thì chúng đợi không nổi đến sáng mai. Ngay đêm đó, 4 thằng đều cầm cuốc lao ra ruộng, ra đồng để trồng trọt ư? Không phải, là để đào đất đấy. Đào đất để làm gì? Để tìm vàng. 4 anh em chúng đào cả đêm, đến khi trời sáng mà vẫn không tìm thấy vàng. Trải qua một đêm lao động, chúng nó đều mệt mỏi, không tìm thấy vàng, chỉ còn cách về nhà nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà để nghỉ thì lại nghỉ không yên. 4 thằng đều nghĩ thầm trong bụng rằng: "Một mình ta
quay lại đó tìm thử nữa. Nếu tìm được thì cất giữ luôn. Số vàng đó là của một mình ta thôi. Bốn thằng con trai đều cùng lúc trộm nghĩ y như vậy. Thế là mỗi đứa lại tự mình chạy ra ruộng. Lần đầu tiên đào đất, đất được đào không sâu lắm. Nhưng đến khi đào lần thứ hai, đất được đào lại sâu thêm một ít, nhưng vẫn chẳng thấy vàng đâu. Cứ như thế, chúng đào liên tục 2-3 ngày, lùng sục khắp hết, vẫn không thấy. Chúng nó cũng đã mệt rã rời, sức tàn lực kiệt rồi. Cha của chúng thì đã qua đời 2 hôm trước rồi. Bốn thằng con ngày thường đều là loại háo ăn, lười làm. Thân xác càng nhàn rỗi, ở nhà thì càng lười biếng, càng trở nên vô dụng. Thế nhưng trải qua 2-3 ngày nay phải lao động, gân cốt trong toàn thân chúng đều hoạt động trở lại, tinh thần cũng hưng phấn hẳn lên. Có lẽ là phúc đã vào đến tâm linh, trong lòng có chuyển biến rồi, nên đều nghĩ dù sao đi nữa thì đất cũng đã lỡ bị đào xới hết lên rồi, thôi thì cố gắng san bằng đất lại mà trồng cây ăn trái cho rồi. Khi chúng đã quyết định làm việc này rồi thì có muốn nhàn tản cũng chẳng nhàn nổi, bèn đem đất ở đồng ruộng cào bằng rồi trồng cây ăn trái. Chờ đến khi thu hoạch thì đem bán đi, tính tới tính lui thì cũng vừa bằng 40 lượng vàng. Bốn tên con trai cuối cùng cũng hiểu ra rằng, ôi trời, thì ra cha mình nói trong ruộng có 40 lượng vàng là cha gạt anh em mình đó. Ý cha là muốn chúng ta trong khi làm lụng, lao động mới cầu được hạnh phúc, cầu được an lạc thật sự. Câu chuyện này có đạo lý chăng? Các vị nghe xong hãy suy nghĩ xem. Cái đạo lý này không cần đến tôi phải bình luận, nhận xét gì đâu. Nói là kể chuyện, thực ra đây là sự thật. May mà trong cái ruộng đó không có chôn giấu vàng. Nếu mà thật có chôn 40 lượng vàng thì khi chúng nó tìm ra được sẽ liền đem đi ăn uống cờ bạc hết, cuối cùng để không còn gì nữa. Có mảnh ruộng cho chúng nó đi trồng trọt làm lụng như vậy, con người mà chăm chỉ thì ruộng đất cũng không thể lười biếng. Cứ chịu cực chịu khó thì ắt sẽ có thu hoạch. Mọi người đều biết đấy, Đức Thế Tôn Thích Ca nhập diệt đến nay đã gần 3.000 năm. Bây giờ chúng ta tuy là không gặp được Đức Thích Tôn vì là thời kỳ mạt pháp mà, nhưng Đức Thích Tôn có pháp đem 84.000 pháp môn để lại cho chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Pháp này là công đức đấy nha, không chỉ là đáng giá 40 lượng vàng hay 10 mấy mẫu ruộng đất thôi đâu, mà là nhờ vào sự gieo trồng phước đức và công đức của Đấng Thích Tôn từ vô lượng kiếp đến nay. Y theo những giáo pháp này mà dân làm thì sẽ được giải thoát. Pháp nhân duyên hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên, nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Sự thật vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả. Duyên sanh khởi pháp mà, chỉ cần bạn cần cù giữ đúng bổn phận, mỗi người đứng trên cương vị của mình, các bạn chịu khó lao động thì mỗi người đều sẽ có được phước báo của riêng mình. Cây sắt mài thành cây kim thêu, giải hành cùng tiếng cầu phước huệ. Chuyện kể vào một triều đại nào đó thời xưa, trong một gia đình giàu có nọ, không sinh được con gái mà lại có đến 4 đứa con trai. Điều này đúng ra là rất tốt. Thế nhưng 4 thằng con trai này tuy được sinh ra trong gia đình giàu có mà chẳng có phước báo được hưởng sự an nhàn, lại cứ có cái kiểu hèn hạ, làm những việc đê hèn. Lấy hoàn cảnh bây giờ mà nói thì nghĩ là những tên thanh thiếu niên bất lương quậy phá, khiến cho gia đình trở nên xào xáo, hỗn loạn, làm nhục nhã, mất mặt cha mẹ chúng. Cha mẹ vì 4 thằng con trai này mà bị người ta chửi là lũ quỷ đòi nợ. Nếu nói là đòi nợ thì không hẳn là đòi nợ, vì chúng hoàn toàn không làm tổn hại đến tiền tài trong nhà.
chỉ là hành vi của chúng không đoan chính, ngay thẳng, mà là đê hèn, khiến cho kẻ giàu có kia cũng không thể nào sống nổi trên cái thế gian này. Vấn đề là chúng chẳng thể nào ngồi yên trong nhà được một ngày nào cả, mà cứ thích làm chuyện tà vậy, quỷ quái bên ngoài. Người ta nhà giàu thì phải có sĩ diện chứ, tại sao lại sinh ra bốn thằng con ra ngoài xấu xa như vậy? Tuy là chưa có cướp giật, nhưng ăn cắp chính là sở trường của bọn chúng. Cứ giống như người hiện đại hít thứ thuốc nghiện kích thích thì người xưa là hút á phiện, còn uống rượu cờ bạc nữa. Tóm lại là việc tốt đẹp thì không biết làm, chuyện xấu xa thì luôn có phần của chúng. Gia đình vì bốn đứa này mà đau đầu nhức óc đến cùng cực. Cuối cùng không còn cách nào khác, nghe có người bạn giới thiệu rằng lũ con của anh không có cách nào quản lý, dạy dỗ được nữa rồi. Tốt nhất là anh nên tống cổ bọn nó đến chùa trên núi đó đó. Lão hòa thượng ở đó đạo cao đức trọng, đệ tử đầy khắp thiên hạ, ở với đại chúng trên núi lại càng tốt. Cho bọn chúng đi đến đó, ở đó mà cầu phước, giúp cho người ta quét dọn phòng ốc, cắt cỏ, trồng hoa. Anh hãy cho chúng nó đi lên chùa ngay đi. Người cha không còn cách nào khác mà. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách tống cổ chúng lên chùa mà thôi. Bắt chúng vào chùa rồi thì nào là làm việc. Làm đến 3-4 năm sau thì xuống núi, vô tình là sửa được hết những thói quen xấu xa, những tập khí bất lương từ lúc nào không hay biết. Xem ra bốn anh chàng thanh niên này hoàn toàn thành người khác với khi còn ở trong gia đình với cha mẹ, đã trở thành bốn thanh niên ngoan ngoãn, biết giữ phép tắc. Đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Sống trong chùa chiền thì tự nhiên chịu ảnh hưởng của thân giáo, nghĩa là sự giáo dục dùng chính bản thân mình để dạy người. Trong đời sống hàng ngày của người xuất gia, chúng nó cũng được tốt lên nhiều, cũng gần như hoàn toàn theo được công khóa hàng ngày của người tu hành. Cuối cùng, trong tâm chúng cũng được khai mở trí tuệ, không còn ngu xuẩn như trước nữa. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu thân và khẩu đã điều trị được tốt rồi, mà trong tâm còn nghĩ đến những thói quen xấu ngày xưa, còn bị ám ảnh bởi những điều đó, thì vẫn chỉ giống như là những hình ảnh thông thường được lần lượt bật lướt qua trên truyền hình hay trong băng đĩa mà thôi. Sống ở chùa 5-6 năm rồi xuống núi, tâm của chúng vẫn còn chưa điều chỉnh được. Tâm mà điều chỉnh không được thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền não buồn bực mà. Để rồi sau đó lại vẫn tái phạm như cũ, nên tâm chúng mới muốn xuống núi. Từ trên núi đi xuống dưới núi, cứ đi, đi, đi mãi, đi đến chân núi thì chúng gặp một bà lão. Bà lão này đang cầm một thanh sắt đặt trên đá mài dao để mài. Bà dùng sức rất mạnh để mài lên thanh sắt đó, mài cho đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bốn chàng trai trẻ rất tò mò, liền hỏi bà: "Bà lão ơi, bà cầm thanh sắt mài cái gì ở đó vậy?" "Ta muốn mài cho nó thành kim đấy." "Mài thành kim để làm gì ạ?" "Ta muốn thêu hoa mà, thêu hoa mà không có kim thêu hoa, mua thì lại không có, chỉ bằng ta tự mình đem cây sắt này ra mài, dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà." "Trời đất bà lão ơi, cái cây sắt này mà mài thành kim thêu hoa thì phải mài đến năm nào tháng nào mới xong?" "Ôi dào, mấy đứa trẻ bọn cháu làm sao mà biết được. Ta bảo cho mà biết nha, nghe cho kỹ đây. Nếu muốn công phu được sâu thì cây sắt cũng có thể mài thành cây kim. Thời gian chưa đủ thì cháu không cần cầm cây sắt, mà ngay cả cầm sợi sắt đến cũng không có cách nào mài thành kim được. Còn nếu thời gian mà đủ thì công phu tự nhiên sẽ thành." Bốn chàng trai vừa nghe bà lão nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, mở mang trí tuệ ra rồi liền nghĩ: "Chúng ta tuy là sống ở chùa 5-6 năm nay, thân và khẩu thì điều trị xong rồi, chỉ có mỗi tâm là chưa điều trị được. Chúng ta hãy ở đó thêm 3-4 năm nữa, chẳng phải tâm sẽ được điều chỉnh xong luôn sao? Hay là chúng ta vẫn nên trở lại chùa đi?" Nói đoạn, bốn người lại trở lên trên núi. Cái bà lão này là người thế nào vậy ta? Mạch cho các bạn biết, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đấy. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng sanh nào nên dùng thân nào để hóa độ thì tức thời liền hiện ra thân đó mà thuyết pháp.
Xem ra mấy anh chàng trẻ tuổi này thì phải hóa độ như thế mới được, vì bọn họ có chịu quay đầu lên chùa lại thì mới có thể tu hành được. Cuối cùng thì đạo nghiệp của bốn anh em đều đã được thành tựu. Mọi người phải nhớ kỹ này, nếu muốn công phu được sâu thì sắc gan hãy mài cho thành kim. Các bạn chớ có ở đây mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm cho đến nỗi thân tâm vẫn không dễ chịu chút nào, niệm cho thành ra buồn chán khó chịu. Lạy Phật thì lạy cho đến nỗi đau eo lưng, ngồi xếp bằng cũng đau, lại còn phải thọ trì quy tắc. Quy tắc thật là quá khó chịu. Ông trời không có phụ người khổ tâm đâu, có thời gian để rèn luyện mà. Rèn luyện thì có thể thành tựu nghiệp lớn. Ngọc không mài dũa thì không thể dùng được. Ngụ ý là con người mà không có sự giáo dục rèn luyện thì không thể có thành tựu. Ngàn vạn lần đừng có ỷ lại vào mình, phóng túng cái thân phàm phu này, lây nhiễm mấy cái thói hư tật xấu của thế gian. Phải sửa đổi ngay mấy cái thói quen xấu đó đi, rồi lại phải biết hấp thu đời sống tốt lành, đời sống như Pháp, giữ giới của Phật, nghe lời Phật dạy. Giữ giới của Phật thì tương lai sẽ thành Phật mà. Bạn ở thế gian để làm gì? Bạn làm mấy cái việc thiện của thế gian thì đã sao nào? Đó là những thứ mà Phật Pháp không thèm lấy đâu. Lại nói đến 60-70 năm trước, đây là nói về sự lĩnh hội của riêng tôi. Cuộc sống ở quê tôi vào 70 năm trước, nhìn những người nông phu thật là khổ quá. Nông dân ở quê tuy là trồng trọt, đất đai đều không thuộc sở hữu của bản thân họ, họ chỉ là những người tá tiền mướn đất của người ta. Bạn muốn người trồng trọt có ruộng, vậy thì mua đi. Nếu không mua nổi thì phải thuê mướn đất của người khác mà trồng trọt. Có đất chắc chắn phải có hạt giống, ruộng nước, đất núi, cây khô, các loại ngũ cốc đều cần có hạt giống riêng. Nhưng bạn chỉ có hạt giống thôi mà không có đất, hạt giống không có nơi nào để trồng thì nó sẽ không thể nào sinh sôi được. Hạt giống nhất định phải trồng dưới đất thì mới có thể sinh trưởng được. Đương nhiên trồng ở dưới đất, đất đó có màu mỡ hay không, chuyện đó còn chưa tính vội. Đất cằn cỗi thì tôi chăm bón cho nó phì nhiêu lên là được rồi. Nhưng tối thiểu là đất phải ẩm ướt, phải có nước. Trên đất hay mọc cỏ dại, phải diệt cỏ, các loại côn trùng, kiến đều đến xâm hại. Này là heo, là khỉ, kể cả những loại chim sẻ cũng đến giẫm đạp. Nếu hạt giống sinh sôi nảy nở ra thì lúc nào bạn cũng phải canh chừng nó. Đây là nói trường hợp có hạt giống có đất đai. Có đất mà không có hạt giống cũng không được. Sao lại có đất mà chưa có hạt giống? Bởi vì ông trời còn không đoán trước được gió mưa, con người ai biết họa phúc chỉ trong một ngày. Hoặc là gặp gió lớn, mưa to, lửa lớn cháy hết nhà cửa của mình rồi. Người nông dân bảo vệ hạt giống ngũ cốc phải giống như bảo vệ sinh mạng của mình vậy, nhất định phải giữ lại hạt giống. Có hạt giống thì họ mới có thể trồng trọt, mới có thể sinh sống được. Nếu bị những thiên tai này hủy hoại mất hạt giống, thế thì tuy là có đất ở đó, cũng chẳng có giống mà trồng đâu. Không có hạt giống thì đất mọc lên cái gì? Chính là cỏ dại, người đời cũng giống như vậy đó. Trong Phật Pháp nói đến 37 phẩm đạo, tự lợi lợi người. Pháp tu phước huệ quan trọng nhất chính là tu tứ nhiếp, lục độ. Tứ nhiếp nghĩa là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến, gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Lục độ còn gọi là lục độ ba la mật, là sáu pháp tu của hàng Bồ Tát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Điểm đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí, điểm đầu tiên của lục độ cũng là bố thí, nên gọi là trong muôn vàng hạnh tứ nhiếp lục độ thì bố thí đứng đầu, cầu được phước được huệ. Phước huệ chẳng phải do trời sinh, không phải tự nhiên mà có, đều là do bởi các nhân duyên thành tựu biến hóa mà ra. Cái gì đến chỗ cùng tột thì sẽ phải thay đổi, thay đổi thì sẽ thông, thông thì sẽ biến hóa rồi thì bạn mới có được cái nên có mà.
con sâu lông biến thành con bươm bướm biết bay, phàm phu chúng ta thay đổi, biến hóa, phát tâm lớn. Tùy theo tâm của bạn mà phát, nhìn thấu hết năm dục, tiền tài, nhan sắc, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ của thế gian này. Buông bỏ rồi thì khí chất của bạn đã thuần tịnh rồi. Tự nhiên sẽ trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát của nhà Phật. Đạo Bồ Tát mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì thành Phật. Tất cả những điều này bạn phải tự đi mà tạo tác lấy nha. Bạn phải hành, phải biết rõ chính là giải. Phật Pháp muốn bạn phải giải hành cùng tiến bộ. Bây giờ mọi người nghe nhiều, nhưng hành thì có hành hay không? Có hạt giống rồi thì khi đến nhân duyên, bạn hãy mau mau đem đi trồng. Nếu hạt giống đó bạn để ở trong kho mãi mà không trồng, thì nó cũng sẽ hư mất. Đây là nói thân khẩu ý của chúng ta. Bạn có tâm tốt thì hãy cống hiến cho người. Miệng tốt thì hãy nói lời tốt. Thân thể tốt thì hãy làm việc tốt. Nói đến bố thí, bạn sẽ nói rằng: tôi không có tiền. Sao bạn lại không có tiền được? Bạn không có tiền tài bên ngoài thì có tiền tài bên trong. Nội tài chính là bản thân bạn đấy mà. Muốn làm việc gì cố nhiên phải có tiền, nhưng nếu chỉ toàn có tiền thôi thì không được, còn phải có người nữa chứ, và bao nhiêu là nhân duyên khác nữa. Chúng ta không có tiền, vậy thì cái miệng của chúng ta biết nói, biết tán thán. Bạn thấy đấy, người xuất gia chúng tôi dạy người bố thí, còn bản thân thì không có tiền để bố thí. Bản thân chúng tôi tuy rằng không có tiền để bố thí thì vẫn có thể giáo hóa, chỉ dạy cho người khác bố thí. Người khác tại sao biết bố thí? Bởi vì bạn chỉ dạy cho anh ta bố thí, công đức của anh ta chính là bạn đó. Nếu bạn không hóa độ anh ta thì anh ta vẫn sẽ tham lam không biết buông xả, ham tiền tài khó bỏ được, nhất là cúng dường tam bảo thì càng khó mà chịu bỏ tiền ra. Đó là do anh ta không có cái thiện căn, phước báo thù thắng ấy mà. Hy vọng mọi người ở đây cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ, thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh, để rộng độ những người có duyên với mình. Thôi được rồi, chúc phúc các vị, phước huệ sớm viên thành. Phước báo của việc gánh hai cục gạch. Mọi người ở đây trong kiếp trước đã từng tu phước trong cửa tam bảo mới có thể ngồi yên trong Phật đường mà niệm Phật. Nếu chưa tu phước qua thì bạn chẳng thể nào ngồi yên nổi trong Phật đường đâu. Việc này có câu chuyện nhân duyên nho nhỏ, tôi xin kể sơ lược cho mọi người nghe. Lúc trước ở Đại Lục, tức Trung Quốc, trên đỉnh núi Nam Nhạc Hành Sơn, có đại sảnh của một ngôi chùa đã cũ rồi, phải tu bổ lại. Đương nhiên, thí chủ đem tiền đến bố thí cúng dường thì chùa mời thợ về làm. Nhưng những công việc tạp nham thuộc phần kiến trúc cũng rất nhiều, vậy thì phải cần sự trợ giúp của các thầy trong chùa xuất pha. Xuất pha là ra khỏi chùa đi xuống núi mà gánh một số vật liệu xây dựng lên chùa. Thời đó không giống như bây giờ, vận chuyển cái gì cũng có xe cộ đỡ cực nhọc. Mái ngói của ngôi chùa trên đỉnh núi Hành Sơn này làm bằng sắt. Cái ngói đó dài độ khoảng hơn một thước. Tại sao ngói ở đó phải làm bằng sắt? Vì trên núi cao thì gió mạnh. Bạn mà dùng đồ vật liệu khác làm, mái ngói sẽ bị gió thổi bay mất tiêu. Đây là việc vào năm Dân Quốc thứ 38, tức năm 1949. Tôi có dịp đi qua Hồ Nam, có lên đến đỉnh Nam Nhạc mới biết đó. Ở trên năm ngọn núi lớn Ngũ Nhạc của Trung Quốc, đa phần đều là đền thờ đạo giáo của các đạo sĩ. Nhưng trên đỉnh núi Nam Nhạc thì cũng có chùa Phật giáo, có đến 4 ngôi chùa Phật giáo. Lúc ấy, người ta từ đỉnh Nam Nhạc mà muốn đi xuống tới chân núi thì phải dậy từ sáng sớm, lúc trời còn tối lờ bờ, đi xuống núi trong bóng tối. Nếu lên xuống trong vòng một ngày thì buổi tối lên đến đỉnh núi cũng là lúc chẳng còn thấy mặt trời đâu. Cái núi này nó cao như thế đó, đường xá xa xôi như vậy đó. Từ núi này mà nhìn ra xa
thì thấy trời liền với đất, đất nối với trời. Mây mù cuồn cuộn bay lên trong núi. Không khí trên núi rất ẩm ướt, nhất là vào những tháng mùa đông. Hơi nước từ sàn nhà bốc lên nhiều y như bên ngoài trời vậy. Ngay cả đến những cây cột cũng có nước nhỏ giọt ra. Gạch ngói của chùa ấy đều phải là do những sư thầy ở trong chùa đích thân đi xuống núi gánh lên. Đương nhiên, người nào phát tâm tu phước thì sẽ hâm hở đi gánh hết mình. Nhưng vẫn có những kẻ gian trá nham hiểm, vừa đến lượt mình phải xuống núi thì liền giả ốm, lúc thì nói là đau bụng, khi thì là dứt chân, vân vân. Nói tóm lại, những kẻ đó sẽ nói xạo để lừa gạt người khác. Có một lần sư thầy Tăng Trị nhìn thấu biết hết, những lời nói của sư thầy nọ nói đều là giả dối, liền lớn tiếng mắng thầy ta rằng: "Thầy có bệnh cũng phải xuống núi, nếu không thì đừng có ăn cơm. 3 ngày không ăn cơm mới tính là có bệnh. Đằng này thầy có ăn cơm thì phải xuống núi chứ." Trong lúc không còn cách nào khác, kẻ đó mới rất miễn cưỡng đi xuống núi với đại chúng. Chỉ là vác có 2 cục gạch lên núi để lắp chỗ tháo dỡ trong điện hộ pháp Di Đà ở phía trước chùa. Vị tăng kia liền nhận giác chỉ đúng có 2 cục gạch này thôi. Thầy Tăng Trị thấy kẻ đồng đạo này là người chẳng ra gì, nếu cứ để thầy ta ở đây sẽ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng xấu theo, bèn đuổi gì đó xuống núi. Đây gọi là một mình dời chỗ ở. Sau khi xuống núi, thầy ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác, đòi tá túc khắp nơi. Thấm thoát hơn 10 năm sau, vị này lại trở về chùa này xin ở. Lúc này thì chánh điện và điện Di Đà đều đã xây xong. Thầy tri khách là người lo tiếp khách. Đây là một chức vị quan trọng trong chùa, còn được gọi là điển khách hoặc điển tân, cũng đã đổi sang người khác. Mọi người ở trong chùa đều đã không nhận ra thầy ta nữa. Nhìn tình cảnh này thì chỉ có mình thầy ấy mới biết cái chuyện quá khứ kia của mình mà thôi. Thế nhưng cái nghiệp chướng vô phước của vị này vẫn còn. Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ta, chẳng hiểu tại sao cứ nói một cách tự nhiên là không cho ở. Đối với chùa chiền ở Đại Lục, người xuất gia vào đến chùa thì y như là về nhà, không có chuyện không cho ở đâu. Vậy mà sao lại có chuyện không cho ở chứ? Không có giới điệp, tức là giấy chứng nhận đã thọ giới của tăng ni. Trên đó ghi một thông tin của vị tăng ni đó, như quê quán, tên ngoài đời, tuổi tác, ở chùa nào, tên sư phụ của họ, vân vân. Không có y bác mới không cho ở. Còn nếu ai có giới điệp, có y bác, giờ đến cửa chùa mà còn biết quy củ thì chẳng có chuyện không cho ở bao giờ cả. Nhưng thầy tri khách lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc nói: "Tôi đã nói không cho ở là không cho ở, thầy đi xuống núi mau đi." Một thầy khác ở bên cạnh liền xen vào can thiệp: "Thầy ấy lên đây từ buổi sáng, bây giờ đến chùa mình thì trời đã tối quá rồi, thì bảo thầy ấy làm sao mà xuống núi được đây?" Thầy tri khách nói: "Tối thiểu là đuổi ra khỏi nhà khách." Ngôi chùa đó rộng lớn vô cùng, từ cổng chùa đến chánh điện đã phải đi đến khoảng 1-2 dặm. Thầy ta đi trở ra đến cổng chùa thì thầy canh cổng đã đóng cửa chùa rồi. Thầy ta buồn bã thở dài nói: "Than ôi, hiểu gì cũng không cho ở, bây giờ tối quá rồi, mình biết phải đi về đâu đây chứ?" Vị tăng này cứ đi đi lại lại gần cổng chùa, rồi đi đến điện hộ pháp Di Đà. Nhìn thấy dưới bàn cúng của điện Di Đà có 2 cục gạch, thì liền cúi người chui vào dưới gầm bàn, ngồi thiền trên 2 viên gạch đó, cảm thấy rất dễ chịu. Cứ ngồi ngồi mãi, rồi hình như nhập định luôn. Lúc này, thầy ta nhìn thấy Bồ Tát Di Đà nói với mình: "Cái loại người biến nhát như ngươi chính là do lười tu phước báo. Ngươi thấy chưa, bây giờ trở về chùa người ta đều không muốn cho ngươi vào ở. May mà lúc trước nể tình ngươi chịu vác về 2 cục gạch, chỉ mới tu được có một chút phước báo nhỏ như thế. Nếu ngày xưa ngươi không chịu đem 2 cục gạch đó lên đây
Thì tối nay ngươi ngồi ở đâu đây? Sẽ chẳng có chỗ nào cho ngươi ngồi đâu. Vừa bị Bồ Tát Di Đà mắng cho như vậy, vị tăng liền khởi tâm đại sám hối, nghĩ rằng: Hỡi ơi, ngày đó mình quá lười biếng, đã quá đáng lắm rồi. Mọi người đều chăm chỉ xuống núi vác vật liệu xây dựng lên chùa, chỉ có mình thì cứ giả đò đau ốm để trốn tránh. Cái tâm sám hối này vừa phát ra, thầy ta liền nhìn thấy cỏ ở trước điện Di Đà mọc đã quá cao, liền nghĩ: Mình hồi nào đến giờ không tu phước, cỏ ngoài kia mọc cao như thế, hay là mình đi nhổ cỏ cho sạch vậy? Thế là ngay trong đêm đó, vị này nhổ sạch hết tất cả cỏ mọc trong sân điện. Sáng hôm sau, thầy tri khách chạy đến thấy, liền nghĩ bụng: Ủa, cỏ ở đây mình đang muốn kêu người đến nhổ, giờ đã có ai nhổ sạch hết rồi vậy? Nghĩ rồi, thầy tri khách nhìn qua nhìn lại tìm xem là ai, thì nhìn thấy cái thầy hôm qua bị mình đuổi không cho ở lại chùa đang ngồi thiền ở dưới gầm bàn của điện Di Đà. Lúc này nghiệp chướng của thầy ta đã được tiêu trừ. Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ấy, tự nhiên liền hoan hỷ, cười và nói với thầy ấy một cách khách sáo rằng: Sao thầy lại đến ngồi ở chỗ này vậy? Thầy ta liền nói cho vị thầy tri khách biết ngày xưa mình là một kẻ lười biếng như thế nào, rồi lại chuyện tối hôm qua bị Bồ Tát Di Đà la mắng như thế nào. Do vậy thầy ấy phát lòng sám hối lớn, nên đã phát tâm dọn sạch cỏ trong sân này để tu phước. Thầy tri khách nghe xong mới dở lẽ: Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi kể câu chuyện này là một câu chuyện có thật, đúng y như vậy đó. Cho nên quý vị được ở trong chùa này tham dự Phật thất 7 ngày đều là có phước báo cả đó. Nếu bạn không gieo trồng thiện căn trong cửa Tam Bảo thì căn bản sẽ không có được phước này đâu. Nhất là những ai có thể ở luôn trong chùa, cho đến người nào đến chùa ở thường kỳ để chuẩn bị xuất gia. Quý vị biết như thế nào rồi thì phải cố gắng mà tu phước đó. Tu phước báo không phải là giúp người khác tu đâu, mà là giúp cho chính bạn. Cho nên bạn đừng bao giờ mà né tránh, tìm sự an nhàn. Nếu như thế thì Bồ Tát Di Đà sẽ đuổi bạn đi đó. Đừng nói là chỉ có Bồ Tát Di Đà đuổi bạn, mà ngay cả người cùng ở với bạn trong chùa lúc đó nhìn thấy bạn cũng thấy ngứa mắt, bực bội nữa. Có câu thành ngữ: 10 con mắt nhìn, 10 cánh tay chỉ. Ý nói tất cả mọi lời nói và hành vi của một người đều ở trong tầm giám sát và soi xét kỹ càng của mọi người. Không gì có thể qua mắt được đại chúng. Cho nên người đó không thể không giữ gìn bản thân cẩn thận. Ở trong chốn đông người thì có cái điểm tốt này: bạn tốt thì mọi người đều khen ngợi bạn, bạn không tốt thì mọi người đều mắng chửi bạn. Đây tuyệt không phải là nơi chỉ có một mình bạn hay vài người ở, mà có cái chuyện tốt thì không ai biết mà khen ngợi, xấu cũng chẳng ai hay mà chửi mắng đâu. Cho nên nhất định phải ở trong đạo tràng. Đạo tràng có quy tắc trói buộc, có bạn lành nhiều dắt, nhắc nhở. Như vậy thì đạo nghiệp mới dễ dàng tiến bộ được. Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nan Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi, cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nan Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vương kỳ thọ của trưởng giả cấp cô độc đến thẳng hoàng cung. Dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật.
Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa. Ôi cha, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật, nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì. Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp, nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đỗi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh. Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn, thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ, có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng: ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được. Bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được, được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi. Sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi? Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín muồi nào đó thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi: thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả ba đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta
đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển, nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát, cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đỗi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến, rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở, rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi ở bốn cửa thành. Đức Thế Tôn Thích Ca giáo chủ của cõi Ta Bà hiện nay của chúng ta là thái tử con vua Tịnh Phạn ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước, tên gọi là Tất Đạt Đa. Đức Phật giáng sinh tại hoàng cung. Thế thì ngài làm sao phát tâm xuất gia được? Đương nhiên cũng có những nhân duyên từng lần từng bước một. Khi thái tử Tất Đạt Đa mười mấy tuổi, ngài cảm thấy hoàng cung tuy là tốt, nhưng nếu cứ ở trong hoàng cung thì không thể tránh khỏi việc cảm thấy hoành hiu, vắng vẻ, bèn muốn đi ra ngoài xem sao. Thế là ngài đi dạo chơi ở bốn cửa thành. Lần đầu tiên thái tử đi ra thành phía đông, nhìn thấy một người già cả. Ông già này lưng còng, thân gù, kéo lê đôi chân đi từng bước vô cùng khó khăn. Tay còn cầm một cây gậy cũng rung rẩy theo. Bước đi trên đường thì quặt quẹo hai bên, mặt mũi thì hốc hác, tiều tụy, tóc trên đầu thì bạc trắng, khô cứng lại, quần áo thì cũ mềm, rách rưới tả tơi, trông tội nghiệp vô cùng. Những tình trạng như thế này không thể thấy được ở trong hoàng cung. Thái tử liền hỏi người hầu cận: đằng kia là ai vậy? Sao lại lưng còng, thân gù, đi đứng khó khăn như thế? Đó là một người già à? Người tuổi già nhìn dáng vẻ sao mà khổ thế? Vậy sau này ta có phải là sẽ giống như ông ta không? Người hầu cận đáp: ai rồi cũng phải già. Thái tử có trí tuệ siêu việt hơn người, ngài vừa nhìn thấy ông già, lại nghe đến những lời này, liền biết mình sau này cũng không thể tránh khỏi cái già. Ngày đó thì cái tâm chơi bời liền bị dập tắt. Ngài rất ủ rũ, bèn cho xe quay trở về. Sau khi về đến hoàng cung, ngài cứ mãi suy nghĩ là: sau này ta già rồi, nếu mà khổ giống như ông lão kia, như thế thì phải làm sao đây? Vua cha thấy vậy lấy làm lạ, bèn hỏi người hầu cận: thái tử lúc rời cung đi chơi thì còn vui vẻ lắm mà, tại sao khi trở về thì cứ trong bộ dạng khổ sầu như thế? Các người có phải là đã cho thái tử nhìn thấy điều gì không tốt lành chăng? Bọn người hầu liền đem chuyện thái tử nhìn thấy ông già ở cửa phía đông ra kể hết với vua Tịnh Phạn. Vua mới dở lẽ: à, thì ra là như vậy. Thế thì lần sau đi ra ngoài, đừng cho thái tử nhìn thấy người già nữa. Đừng cho con trai ta thấy những gì không tốt nữa. Phải đem những chuyện tốt lành đến cho nó thấy. Cuộc sống trong hoàng cung, nếu sống lâu rồi thì sẽ cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Thái tử nghĩ, hay là lại đi chơi đây đó. Lần này phải đến cửa phía nam. Đầu tiên vua Tịnh Phạn lệnh cho người sắp đặt xong mọi thứ ở cửa phía nam, treo đèn nhiều màu sắc trang trí, khiến cho nơi đó ngập tràn không khí vui tươi như lễ hội. Nhưng khi vừa đến cửa thành phía nam, khi đang đi dạo chơi, thì thái tử lại trông thấy một người bị bệnh. Người bệnh đó toàn thân đều là máu mủ, miệng mắt đều bị biến dạng hết. Tuy là một con người, nhưng bệnh nặng đến nỗi thành ra hình hài giống như một con quỷ, ai nhìn cũng sợ hãi. Thái tử lại hỏi những người theo hầu: đây là ai vậy? Là một người bệnh. Vậy sau này ta cũng sẽ giống như ông ta không? Ngài là một vị thái tử, khi không có bệnh tật đương nhiên là tốt, nhưng ai dám bảo đảm là mình sẽ không bao giờ bị ốm đau gì hết? Đây là điều chẳng thể nào tránh khỏi đâu. Thái tử nghĩ đến việc mình tuy là thái tử cao quý
nhưng cũng không tránh khỏi bệnh khổ. Vậy thì còn chơi bời làm cái gì nữa? Ngài bèn ra về. Lần thứ ba vào chơi ở thành phía Tây, ngài lại nhìn thấy một việc không tốt lành. Đó là đám tang của người chết. Người chết này không phải là một người tuổi già, mà là một thanh niên trẻ tuổi, có đứa con trai còn nhỏ, còn có một người cha già. Chàng trai trẻ này vừa chết đi thì nói như góc độ của ông bố già là: người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Con trai của anh ta bỗng mù côi cha, người vợ thì trở thành quả phụ. Trong gia đình phút chốc mất đi người quan trọng, người trụ cột nhất, nên cuộc sống của cả nhà liền bị mất đi chỗ dựa. Gia cảnh của người chết đó lại nghèo túng, nghèo đến nỗi cả cái quan tài cũng không có, chỉ có thể dùng cái chiếu rơm quấn lại một vòng rồi vác đi chôn cất. Việc không tốt lành này bị thế tử nhìn thấy rồi, chẳng những khiến cho chàng sợ hãi mà còn rất đau lòng. Thế là chàng lại quay trở về hoàng cung. Đến lần thứ tư vào chơi ở cửa thành phía Bắc, đến cửa Bắc thì nhìn thấy cái gì? Ngài nhìn thấy một vị sa môn xuất gia. Lúc đó thái tử chưa xuất gia thành đạo, thế gian chưa có Phật giáo nên cũng chẳng có sa môn. Vị sa môn này là người trên trời xuống, chuyên vì thái tử mà thị hiện ra. Vừa nhìn thấy vị sa môn xuất gia này, dáng vẻ oai nghi, trang nghiêm, đoan chính, cử chỉ từ tốn, sự từ bi biểu lộ từ tướng mạo phi thường đó, khiến cho trong lòng người ta tự nhiên phát khởi lên tâm cung kính, chí thành, liền muốn lễ lại. Vị sa môn này là người tốt đẹp nhất, cát tường nhất trong tất cả những người mà thái tử đã gặp qua. Thế là thái tử liền vui mừng hỏi vị sa môn: ông là ai vậy? Tôi là sa môn xuất gia. Sa môn xuất gia là gì? Là người xuất gia cần cù tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu có thể tu giới định tuệ thì tham sân si liền bị diệt trừ, như vậy thì có thể thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Lần này thái tử trở về hoàng cung, trong lòng tràn đầy khoái lạc, bởi vì ngài đã nhìn thấy vị sa môn. Mà xuất gia làm sa môn thì có thể giải thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Từ hôm ấy trở đi, thái tử Tất Đạt Đa tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng muốn xuất gia. Nhưng vua cha của ngài có để yên cho ngài xuất gia hay không? Sau này ngôi vua sẽ truyền cho con còn phải trị nước an dân, sao có thể xuất gia được? Không được, ngàn vạn lần cũng không được. Trong lòng thái tử bắt đầu hoài nghi, cái gì là giàu, cái gì là sang? Tuy rằng cao sang đến như vua chúa, giàu có đến như bốn biển, nhưng những thứ này đối với ngài mà nói chẳng có chút hứng thú nào nữa, bởi vì ngài đã nhìn thấy cái khổ của già bệnh chết. Hoàn toàn không có chuyện cao sang mà không có khổ đâu nhé. Vẫn cứ phải già, phải bệnh, phải chết. Còn cái sự giàu có thì không vĩnh cửu được. Hôm nay là một đại gia giàu có, vừa gặp phải những tai nạn như nước, lửa, động đất thì nói không chừng chỉ trong một đêm là trở thành kẻ nghèo cùng, túng quẫn không còn gì, ngay cả một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thái tử do gì muốn giải thoát cho mình khỏi cái khổ của già, bệnh chết, cũng muốn khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, cho nên ngài phát tâm xuất gia. Nếu nói theo cái phàm phu thế gian thì thái tử Tất Đạt Đa dứt bỏ ngôi vua để cầu xuất gia, thật là một kẻ đại ngốc. Điều kiện hoàn cảnh tốt như thế người ta còn cầu không được, đằng này ngài lại xem chỉ như đôi dép rách. Nhưng trải qua những thử thách chân thật trong thực tế, chứng minh ngài đích thực là có trí tuệ lớn lao, có thể nhìn thấu, buông xuống, bỏ đi cái tôi nhỏ bé, bỏ đi cái danh lợi địa vị mà tất cả ai ai cũng mong cầu, chăm chỉ tu hành lục độ vạn hạnh, thành tựu quả Phật vạn đức trang nghiêm. Sau đó ngài dùng Phật pháp mà hóa độ chúng sanh ra khỏi cái khổ của sáu đường luân hồi, chứng đắc được cái vui niết bàn cứu cánh. Cho đến tận bây giờ chúng ta có thể được nghe Phật pháp, tu hành được giải thoát, lại còn tuyên truyền Phật pháp hóa độ rộng ra toàn thế giới, đây đều là do được hưởng ân đức từ bi che chở từ cái công đức xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa.
nếu ngài không có trí tuệ vượt hơn người, còn tham luyến ngôi vua, hay năm thứ ham muốn là tài, ham muốn của cải, sắc, ham muốn sắc đẹp, danh, ham muốn địa vị, thịt, ham muốn ăn ngon, thụy, ham muốn ngủ nghỉ, thì khi ngài chết rồi, chẳng phải cũng giống như cỏ cây đều bị hư hoại mục nát hay sao? Bạn thấy đó, Trung Quốc chúng ta trong vòng 5.000 năm trở lại đây đã trải qua bao nhiêu đời hoàng đế rồi, mà có vị hoàng đế nào có thể để lại được ân đức phước báo to lớn như vậy cho đời sau, giống như Đức Thế Tôn Thích Ca không? Kẻ lữ hành tham mật ngọt. Trong kinh Phật có câu chuyện như thế này: có một người lữ khách trên hành trình của mình đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Trời vừa tối, bỗng có một con voi điên từ đằng sau đuổi theo anh ta. Người đi đường này sớm đã biết nơi đây rất không yên ổn. Bạn xem, một thân một mình đi đến nơi này, không có gì để nương tựa, thật tội nghiệp biết bao. Anh ta thấy phía sau có con đường, bèn mau mau theo đó chạy trốn. Vừa chạy thì lao vào trong một cái giếng khô. Cái giếng khô đó vì không có nước, không có ai lấy nước ở đó, nên mọc lên đầy cỏ, dây leo lấp kín luôn miệng giếng, chẳng nhìn thấy gì. Người đi đường chạy, chạy tiếp, cứ chạy nữa nên bị rơi vào trong cái giếng khô đó. Cái miệng giếng khô ấy có một số dây leo vắt vẻo lộn xộn, anh ta bèn tiện tay đu bám vào những dây leo ở miệng giếng. Ở dưới đáy giếng có 3 con rồng độc, 4 con rắn độc đang trợn trừng mắt nhìn anh ta. May mà tay anh ta nắm chắc dây leo nên chưa bị rơi xuống dưới. Một khi rơi xuống đó thì tiêu mạng chắc rồi. Chẳng những là rồng độc, rắn độc sẽ cắn anh ta, mà thậm chí chúng sẽ ăn thịt anh ta luôn. Anh chàng bị rơi vào trong cái giếng khô, tay vừa nắm chặt chùm dây leo, mắt thì còn phải xem chừng con voi điên coi nó có đuổi đến hay không. Đang trong lúc tâm thần anh ta bấn loạn như vậy, vừa mới thở phào được một hơi, thì lại nhìn thấy 2 con chuột nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng đang cắn cái dây leo mà tay anh ta đang nắm chặt. Và đã cắn hết 2/3 rồi, cắn tiếp thì đến 3/4, nếu như cắn nữa thì dây leo sẽ đứt mất. Dây này mà đứt đi thì anh ta bị rơi xuống thì sẽ chết mất thôi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy, anh ta chợt ngước đầu lên, bên trên có một con ong mật đang bay lượn. Mật mà con ong ấy vừa hút được bị nhỏ rớt xuống 5 giọt, một chút mật rơi ngay vào miệng của anh ta, con người u tối kia. Mật này rất ngọt, cái miệng của con người u mê tâm tối ấy nếm được một chút mật ngọt, ngay tức khắc liền quên đi cái nguy cơ trước mắt. Bạn nghĩ xem, lúc này đang là lúc một sống vạn chết. Người này bị cám dỗ bởi một chút mật ngọt, anh ta liền chỉ biết mật này rất ngọt. Anh ta vừa sơ suất quên đi, tay vừa thả dây leo ra thì xong đời rồi. Thí dụ này ứng hợp với Phật Pháp. 5 giọt mật ong là thí dụ cho 5 thứ ham muốn ở trên thế gian: tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Con người chúng ta tham đắm 5 thứ này mà quên mất cái khổ lớn về sống chết ngay trước mắt. Không biết rằng cái dây leo sinh mệnh kia vừa bị đứt thì dứt khoát phải gặp nguy hại bởi 3 con rồng độc. 3 con rồng độc này là ví dụ cho 3 độc tham, sân, si của con người. 4 con rắn độc ví dụ cho cái thân xác 4 đại: đất, nước, gió, lửa giả hợp với nhau mà thành. Việc độc hành trong chốn hoang vu, vắng vẻ thì giống như nỗi sợ hãi bị luân chuyển trong 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn voi điên là thí dụ cho vô thường. Cái giếng khô là ví cho cái khổ não của sinh tử trên thế gian. Chùm dây leo lộn xộn là dụ cho những suy nghĩ lung tung nhập nhằng của con người. 2 con chuột đen và trắng là chỉ cho ngày tháng, thời gian ngày lại qua ngày, cũng giống như con chuột đang gặm nhấm chùm dây leo. Sinh mạng của chúng ta thì cũng giống như vậy. Tất cả những khổ đau của con người trên đời này cũng giống như vậy. Mật ngọt đó ví như việc nếm các thứ tình như tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, tình cảm trai gái,
tình yêu danh lợi, vân vân. Chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt đó mà quên hết tất cả những nỗi khổ lớn lao. Có người biết rất rõ ràng là học Phật thì tốt, có thể được giải thoát, biết rằng tất cả mọi thứ trong gia đình đều là chướng ngại, đều là khổ, nhưng một khi có được chút xíu vị ngọt của tình đời thì liền quên ngay việc tu hành theo đạo Phật. Những thứ tình đời kia có thật là vị ngọt hay không? Quý vị phải có trí tuệ chân chính nên biết những thứ ngọt ngào kia là giả dối, là những thứ ham muốn điên đảo, sẽ hạ độc giết chết huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta phải khổ đau trong sáu đường luân hồi không có ngày thoát ra. Chúng ta thường là vì trong miệng nếm được một chút vị ngọt, điên quên hết những cái khổ trước mắt mình về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Con người chúng ta ở trong xã hội cũng như vậy, ngàn vạn lần không thể vì muốn nếm được một chút mật ngọt mà quên đi cái khổ ngay trước mắt. Mình phải có trí tuệ ngay tại thời điểm này, cố gắng mà suy nghĩ, tư duy về điều đó. Chút mật đó có thật là ngọt hay không? Có thực sự giúp cho chúng ta được cái gì hay không? Nhìn từ góc độ sâu xa, việc tham chút mật này sẽ cản trở chính bản thân của chúng ta. Phải cố gắng mà suy xét lấy. Đức Phật nói ra những ví dụ này, chúng ta nghe rồi thì nhất định phải suy nghĩ cho sâu sắc, từ đó phải phát sinh được hiệu quả. Nếu không thì chẳng những pháp mà Đức Phật nói là vô dụng, mà rất nhiều những lời khai thị của lão hòa thượng tôi đây cũng là vô ích, mất nhiều thời gian rảnh rỗi nói lời vô dụng, trống rỗng. Ba bức thư của lão Diêm Vương. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Vì sao phải tu hành? Chính là vì giải thoát hẳn khỏi sinh tử. Đây mới chính là mục đích duy nhất của việc học Phật. Và liệu nếu bỏ đi mục đích này mà tu cái khác thì chẳng phải là tông chỉ đúng đắn của Phật Pháp? Trên thế gian này, ai cũng không tránh khỏi việc phải chịu khổ, ba khổ, tám khổ, vô lượng các điều khổ khác nhau. Đành rằng thế gian khổ như vậy, thì hãy mau mau tìm cách mà lìa khổ được vui. Niệm Phật chính là phương pháp đi về Tây Phương, có thể giải thoát tất cả mọi khổ đau sinh tử của thế gian. Vì vậy, muốn giải thoát khỏi sinh tử thì phải theo đúng pháp mà tu, tinh tấn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Luôn có rất nhiều tín đồ biết rõ ràng rằng đạo lý của nhà Phật rất hay, nhưng cứ không thể nào y theo pháp mà tu hành. Thật khiến cho ngại. Mỗi lần khuyên những người như vậy tu hành thì họ toàn nói là cứ từ từ đã, đợi thêm một thời gian nữa. Chẳng lẽ họ không sợ trễ muộn ư? Thời gian sẽ không đợi chờ bất cứ ai. Năm tháng theo từng ngày trôi qua rất nhanh đó. Bây giờ tôi kể một câu chuyện nhân duyên để khích lệ cho mọi người. Câu chuyện này chẳng những là hàng mới phát tâm học Phật phải nghe, mà hàng Bồ Tát dày dặn kinh nghiệm cũng phải nghe luôn. Không phải là nghe xong rồi bỏ đó, mà phải nhớ cho thật kỹ. Nghe xong rồi thì phải biết cảnh giác đó. Ba việc chưa xong, mạng đã hết. Trước kia có hai người bạn cũ nọ, hơn 10 năm không gặp mặt nhau, và một dịp ngẫu nhiên được gặp lại. Giáp đã tin Phật nhiều năm, còn Ất vẫn chưa tin Phật. Hơn 10 năm hai người bạn cũ không gặp nhau. Ngày vừa gặp mặt, tự nhiên nói chuyện bàn tán liên hồi công đức. Nói đến đoạn cuối, Giáp tiếc rằng bạn mình chưa tin Phật, vậy là phát tâm tốt khuyến quá Ất. Chúng ta tuổi tác đến bước này thì cũng nên tin Phật rồi. Ất vừa nghe liền nói: ối vào, tin Phật à? Việc này còn phải cần cậu nói sao? Tin Phật đương nhiên là tốt chứ, nhưng bây giờ chúng ta mới có trên dưới 50 tuổi thôi. Tục ngữ nói là đời người 55 tuổi mới là hổ xuống núi. Thế gian còn rất nhiều việc đợi tụi mình làm nữa, sao có thể chạy đi học Phật sớm thế được chứ? Giáp lại khuyên bạn rằng: bây giờ tụi mình già vậy mà tin Phật đã muộn rồi đó. Muốn đến đâu già mới học Phật thì đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Cậu là bạn tốt của tớ thấy Phật Pháp tốt nên mới khuyên cậu tin theo.
ớt đắng. Học Phật tốt thì tốt đó, nhưng đợi vài năm nữa tính sao nha. Tớ còn ba việc chưa làm nên tâm không yên đâu. Thứ nhất là cha mẹ của tớ đã qua đời, hài cốt vẫn còn chưa ngắm đất. Thứ hai, con trai chưa cưới vợ, con gái chưa gả chồng, còn chưa tìm được đối tượng tốt để thành hôn cho chúng nó, thì trách nhiệm của người làm cha mẹ vẫn chưa tròn. Thứ ba, gia tài vẫn chưa phân chia, e rằng sau khi tớ qua đời thì con trai con gái vì tiền mà nắm chấp, vậy thì không được rồi. Để khi nào tớ giải quyết xong ba việc này thì sẽ tự đến học Phật, lúc đó mình bàn tiếp cũng không muộn. Giáp bèn nói, ba việc của cậu chưa xong, tớ cũng là cha mẹ chết rồi, thi hài chưa ngắm đất, con trai con gái cũng còn chưa lập gia đình, tài sản cũng chưa phân chia, nhưng tớ vẫn cứ học Phật đó. Tại sao phải quyết định đợi ba việc đó làm xong thì mới học Phật chứ? Học Phật nên sớm mà. Nếu không đợi ba việc kia làm xong thì cậu phải đợi đến khi nào đây? Ất lại nói, học Phật giống như cậu thì không triệt để, không cùng tận. Nếu tớ mà học Phật thì nhất định phải sắp xếp tất cả mọi việc cho ổn thỏa trước. Đến lúc đó thì mới có thể chuyên tâm một lòng học Phật được, chẳng cần phải dướng mắt, lôi thôi cái gì cả. Ất rất cố chấp, lời hay không chịu nghe. Nói xong thì hai người chia tay, ai về nhà nấy. Nhưng chỉ vài hôm sau thì người con trai của Ất khóc sướt mướt đến tìm bác Giáp để báo rằng cha của anh ta đã chết rồi. Lúc lâm chung còn dặn dò anh ta đến tìm bác để giúp đỡ an bài chuyện hậu sự. Giáp vì nghĩa không thể từ chối, bèn vội vã đi xử lý chuyện an táng Ất. Vừa đến nhà bạn mình, nhìn thấy người bạn cũ nằm duỗi thẳng hai chân, mắt thì trợn trừng, Giáp cảm thấy vô cùng bi ai mà nói ra bốn câu kệ. Bạn cũ của tôi tên An Ngưu, khuyên bạn học Phật thì nói còn bận ba việc. Tội nghiệp cho bạn, ba việc chưa làm xong thì lão Diêm Vương đã đến lấy mạng rồi. Diêm Vương đăng ký ba bức thư. Ất chết đi có ý không cam lòng, linh hồn đến âm tào địa phủ cãi lý với Diêm Vương. Ất trách móc, Diêm Vương à, sao ông vội vã kêu tôi đến đây thế? Tôi còn ba việc chưa làm xong nữa, ông nên thông báo trước cho tôi mới phải. Tôi biết được, sẽ mau mau giải quyết xong việc rồi sẽ đến. Chẳng nói chẳng rằng bắt tôi đến đây, quá là vô lý đi. Diêm Vương nghe xong thì bảo với Ất, người nói bậy à, sao lại chưa thông báo chứ? Ta sớm đã đích thân gửi cho người ba bức thư rồi. Ất trả theo, ba bức thư nào? Sao tôi chẳng nhận được bức thư nào hết vậy? Diêm Vương đáp, sằng bậy, ba bức thư đều là thư bảo đảm, người đã nhận được từ lâu rồi. Ất thắc mắc, vậy rốt cuộc là ba bức thư nào chứ? Đích xác là tôi chưa nhận được. Diêm Vương nói, ngươi thật là quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức đáng thương. Để ta nói cho ngươi biết nha. Vậy là Diêm Vương bèn kiên nhẫn hỏi ông ta, răng giả của ngươi làm từ lúc nào vậy? Ất trả lời, răng của tôi khi 28 tuổi thì bị sâu rồi, đau đến khi không còn cách nào khác, chịu không nổi nữa. Đến 40 tuổi tôi chỉ còn cách lắp răng giả. Diêm Vương nói, đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho người đó. Ất ngạc nhiên, đó chính là bức thư đầu tiên sao? Vậy còn bức thư thứ hai là cái gì nào? Diêm Vương hỏi lại, khi nào thì ngươi đeo kính lão? Ất đáp, năm 45 tuổi tôi đọc báo không còn rõ chữ nữa nên bắt đầu đeo kính. Diêm Vương bảo, đó chính là bức thư thứ hai ta gửi cho người đó nghe. Ất hỏi tiếp, vậy còn bức thư thứ ba? Diêm Vương liền hỏi ông ta, trong ngươi kìa, tóc trên đầu đều bạc trắng rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ất đáp, 52 tuổi rồi. Diêm Vương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho ngươi đó. Ba bức thư ngươi đều nhận được rồi, bây giờ ngươi đã phục chưa?
ở đây không có tình người. Chỉ xét nghiệp thiện ác của ngươi mà ban cho ngươi quả báo khổ hay vui mà thôi. Ất chẳng biết làm sao nữa, bèn nói: tuy rằng ba việc của tôi chưa hoàn thành, Diêm Vương ngài đã gửi cho tôi ba bức thư rồi, cho công đến đây cũng không xong đâu, đành phải nghe lệnh phán xử của ngài Diêm Vương thôi. Hỡi ôi, tôi đã sai lầm quá lớn rồi. Công nên bỏ ngoài tai lời khuyên học Phật của người bạn cũ, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Hỡi tất cả quý vị đang ngồi ở đây, Ất nhận được ba bức thư, còn quý vị thì nhận được mấy bức rồi? Giàu mà tham lam thì chịu quả báo làm quỷ đói. Tiếp đó, Diêm Vương liền gọi phán quan dở sổ ra điều tra về nghiệp thiện và ác của Ất khi còn trên dương thế. Phán quan trả lời: người này lúc còn sống chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì con cái mình, một chút xíu việc thiện công đức cũng không làm. Thế gian có nặng tai cũng không hề có tâm thương cảm cứu giúp người khác. Tiền mà ông ta kiếm được tuy là không phải do trộm cắp hay cướp giật, nhưng ông ta không biết là tiền tài kiếm được từ xã hội thì cũng phải dùng vào xã hội. Khi có nhiều tiền rồi thì không thèm báo đáp đền ơn cho xã hội, ngược lại còn tham lam không bố thí, lẩn tránh đóng thuế, trốn thuế, ăn cắp thuế của quốc gia. Trên danh nghĩa thì giàu, mà kỳ thực là một kẻ nô lệ chỉ biết giữ của. Diêm Vương vừa nghe xong thì cực kỳ tức giận, liền phán định: cái hạng người tự tư tự lợi vì giàu và bất nhân này, hãy mau quẳng hắn ta vào cảnh quỷ đói. Trên đời này có rất nhiều kẻ nô lệ giữ tiền, giàu mà tham lam không xả thí như vậy, tương lai sẽ giống như Ất, phải chịu quả báo là quỷ đói. Giàu sang làm thế nào mà có được? Là từ bố thí mà có. Đã đành là kiếp trước biết thực hành bố thí nên có được quả báo giàu sang ở kiếp này, thì nên cố gắng vừa sung sướng hưởng thụ phước báo, đồng thời là tiếp tục bố thí một phần phước báo đó để cứu giúp người nghèo khổ. Sao lại trái ngược trở thành tham lam, khiến cho bị chiêu cảm quả báo làm quỷ đói ở kiếp sau vậy chứ? Bởi vì mỗi một kiếp đều có vô vàn nhân duyên khác nhau riêng. Chẳng hạn như kiếp trước là một người nghèo khó, gặp một thiện duyên nào đó đã từng phát tâm chí thành đi theo người khác làm việc bố thí và cúng dường tam bảo, kiếp này mới có được phước báo giàu sang. Nhưng rốt cuộc là vẫn chưa nghe được pháp xuất thế gian của Phật, cũng không có đem công đức đó mà hồi hướng cho quả Phật Bồ Đề vô thượng, cho nên vẫn còn ở trong pháp trời người, nên chỉ có được sự giàu sang ở thế gian mà thôi. Càng phải nên biết là một khi có được sự giàu sang ở thế gian thì sẽ liền đắm chìm trong năm thứ ham muốn là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, danh dị, thực, ăn uống, thụy, ngủ nghỉ. Dục vọng thì giống như nước muối vậy, vĩnh viễn chẳng thể nào khiến người ta ngừng cơn khát. Bất luận là bạn giàu sang đến như thế nào vẫn không biết đủ, cứ muốn có thêm nhiều nữa, càng nhiều càng tốt. Chỉ mong tiền vào chứ đừng có ra, đến mức người ta bị mê muội mất rồi, sẽ trở nên kẻ tham lam keo kiệt, không xả thí. Tất cả tài vật vốn dĩ là của báo, có sự sống của chúng, đến tay rồi thì cất giấu đi, làm cho chúng trở thành vật chết, chẳng thể lưu thông trên xã hội nữa. Do bởi sự tham lam của một người mà những kẻ khác cũng phải chịu khổ theo, cho nên mới chiêu cảm ác báo của loài quỷ đói này. Luật lệ của nhân quả là như thế. Người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương phán xử tội hồn của một anh thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ: lúc nãy ông kia nhận được ba bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Vương đã gọi mình đến, thế thì quá vô lý rồi, mình phải hỏi Diêm La Vương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi: ngài Diêm La Vương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã nhận được ba bức thư nên đáng chết. Nhưng răng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi, tôi chẳng nhận được bức thư nào cả, sao lại kêu tôi xuống đây chứ?
ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiếc người trẻ tuổi rồi. Tôi phải phản đối. Diêm Vương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm nói: đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó. Chàng trai không phục nói: tôi chưa nhận được mà. Diêm Vương bực bội quát: từ của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1000 lá thư đều giống y như nhau sao? Anh chàng lúc này chỉ dám hỏi Lý Nhí: là 3 bức thư nào ạ? Diêm Vương hỏi lại: em gái nhà ngươi chết lúc nào? Thanh niên đáp: khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Diêm Vương lại hỏi: em gái của ngươi chết ra làm sao? Thanh niên đáp: do mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa quá thành mũ, làm cho da thịt nó lở loét hết, toàn thân nổi mụn đỏ, bác sĩ giỏi cũng chữa không nổi. Lúc sắp chết còn quằn quại trên giường, nó chết thật là thê thảm. Diêm Vương bảo: đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho ngươi. Bức thư thứ hai là khi ngươi học trung học, có một lần trường của ngươi tổ chức thi đấu bóng đá. Lúc tranh ngôi vô địch với trường khác, do vì hai đội ngang ngửa với nhau, không phân cao thấp được. Sau cùng thì trong trường có một học sinh giỏi, dùng hết sức lực mạnh mẽ nhất của hắn, một chân đá bóng vào lưới. Nhưng do dùng sức quá lớn nên chân bị trật khớp, cả người ngã ra phía sau mà bị vỡ đầu rồi chết ngay tại hiện trường. Ngươi có nhớ không? Chàng thanh niên đáp một cách buồn bã: người bạn học đó của tôi chết rất thảm thương, các bạn đều khóc cho bạn ấy, thầy cô cũng tiếc nuối vì bạn ấy là học sinh ưu tú của trường. Thầy cô nào cũng thích bạn ấy, bạn bè cũng rất kính trọng và yêu thương bạn ấy. Cha mẹ của bạn đó là đau lòng nhất, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cha mẹ luôn hy vọng được ở bên nuôi con cái, thậm chí đến sau khi chết. Bây giờ ngược lại, người đầu bạc phải chuyển kẻ đầu xanh, thật là đáng buồn thay. Chàng ta lại hỏi: vậy bức thư thứ ba là cái gì chứ? Diêm Vương đáp: anh họ của người chết như thế nào? Chàng thanh niên bỗng sợ hãi đáp: than ôi, anh họ của tôi chết thật là quá thảm luôn. 2 năm trước, khi tôi 18 tuổi, thì anh họ kết hôn. Ngay trong đêm tân hôn, lúc động phòng qua chút, họ hàng, người thân bạn bè đều đến chúc mừng. Đừng lúc mọi người đang chơi quẳng tù tì, thì uống rượu rất náo nhiệt vui vẻ như vậy. Bỗng nhiên anh của tôi bị xoắn ruột, tức là đau ruột thừa cấp, chết luôn. Áo cưới đỏ của chị dâu họ mặc vào chưa kịp ấm thân thì đã phải cởi ra để mặc áo tang cho chồng rồi. Chị ấy gào khóc quằn quại: hỡi ơi Bình ơi, chẳng phải Bình nói với em là sẽ cùng em sống đến bạc đầu răng long sao? Tại sao bây giờ lại bỏ em giữa đường mà đi như vậy chứ? Chị càng khóc càng nói càng đau đớn: nếu sớm biết như thế này thì ngay từ đầu em không chịu cho mình cầu hôn đâu. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng đều đau lòng, thật là bi thảm. Diêm Vương nói: đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho người đó. Chàng trai nghe Diêm Vương nói xong, biết mình cũng đã nhận được 3 bức thư, thì không còn lời nào để nói nữa. Nói đến đây xin hỏi, các vị đều đã nhận được 3 bức thư rồi hay chưa? E rằng không phải chỉ là 3 bức thôi đâu nhé. Câu phu niệm Phật của quý vị có thể chống lại được Diêm La Vương chăng? Khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Diêm Vương lại bảo Phán Quan điều tra người trẻ tuổi này làm những việc gì trên dương gian. Phán Quan tra xét sổ sinh tử xong thì đáp: thanh niên này cũng không đến nỗi hư hỏng gì, nhưng có một điểm không tốt nhất, đó là bất hiếu. Anh ta và bà mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta là một tín đồ Phật giáo thuần thành, niệm Phật rất chí thành, một lòng muốn cầu sanh Tây Phương, cũng hy vọng con trai mình có thể cùng sanh Tây Phương với bà ấy. Thế nhưng anh này mỗi lúc mẹ mình đang niệm Phật thì cứ trả treo, tranh luận với mẹ rằng niệm Phật là mê tín,
Mẹ cứ niệm Phật A-di-đà riết, Phật A-di-đà cũng sẽ cảm thấy bực bội bất an đó. Sao lại có thể gia hộ cho mẹ được chứ? Những lời này thường làm cho mẹ anh ta thấy rất bực mình khó chịu. Thế gian này có một số kẻ giả thông minh cũng thường nói như vậy. Mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy rất phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó thì đó là cố ý gây rắc rối phiền hà, mà niệm Phật A-di-đà là dùng tâm chí thành cầu Ngài đến cứu khổ cứu nạn. Dùng tâm như thế nào thì mỗi người khác nhau, một trời một vực, vốn không thể đem ra bàn luận so sánh được. Chúng sanh có nghiệp chướng ác chính là do không biết học điều tốt, mà điều xấu thì học rất nhanh. Đem chuyện xấu ra để so sánh, ví dụ cho việc niệm Phật, bẻ cong chân lý mà còn nguy biện thành nói đầu nào cũng là đạo. Có những kẻ niệm Phật mà dùng tâm khinh mạng, niệm một cách cẩu thả, tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi không so đo với họ, nhưng cái hành vi tự ý xem thường thánh hiền chính là một loại lỗi lầm. Có điều nói y theo Phật pháp thì nếu dùng tâm không cung kính mà niệm Phật A-di-đà, cố nhiên là phạm tội khinh mạng, tương lai phải chịu ác báo. Nhưng Phật hiệu chỉ cần vừa nghe qua lỗ tai thì đã gieo vào trong ruộng thức thứ 8. Đây là phạm trù thuộc duy thức học. Thức nói chung gồm có 8 loại. Thức thứ 8 là thức cuối cùng, còn gọi là thức A-lại gia. 7 thức kia là nhãn thức, thức mắt, nhĩ thức, thức tai, tỷ thức, thức mũi, thiệt thức, thức lưỡi, thân thức thân, ý thức, thức ý, mặt na thức, còn gọi là tư lương thức, tức là thức về suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Thức thứ 7 che lấp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi, ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì nó là nơi chất chứa, quân tập những hiện hữu của thế giới không thật bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng. Từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong, làm cho ô nhiễm 6 thức trước. Thức thứ 7 này cũng làm nhiễm ô thức thứ 8 bằng cách liên tục cung cấp cho thức A-lại gia một cái ngã tưởng rằng có thật, chấp nội ngã, ngã thật tướng trong không gian và thời gian. Con người sau khi kết thúc sinh mạng thì 7 thức ở trước cũng theo đó mà bị diệt vong. Duy chỉ có thức thứ 8 thì không bị diệt, nó theo nghiệp lực của chúng ta mà lưu chuyển. Tất cả những hạt giống chúng ta đã gieo xuống về pháp thế gian hay xuất thế gian đều được cất giữ trong thức thứ 8 này. Khi gặp duyên thì liền sanh khởi và hiện ra, giống như việc gieo hạt giống xuống đất ruộng thì sẽ ra cây trái, cho nên gọi là ruộng. Giống như hạt giống kim cang, tức hạt giống giác ngộ, hay hạt giống bồ đề, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Cho nên đợi đến sau khi nhận chịu hết quả báo ác thiện nghiệp của loại niệm Phật này thì sẽ trổ qua một quả được. Câu thánh hiệu A-di-đà Phật này là do Đức Từ Phụ Di Đà trong vô lượng kiếp tu vạn đức trang nghiêm mà ra. Không kể là có lòng niệm hay không có lòng niệm, niệm không tập trung hay niệm một cách thành tâm thì công đức đều không thể nghĩ bàn. Đây gọi là khen ngợi hay quỷ bán đều trở thành hạt giống Phật. Khen ngợi Phật pháp cố nhiên là công đức, còn ai quỷ bán Phật pháp cũng sẽ thành Phật được. Lời này là thế nào đây? Quỷ bán Phật pháp đương nhiên là có tội, đợi sau khi chịu tội xong, do gì đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe được một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi, nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào tán thán cùng tận được. Quan trọng nhất là không được sanh tâm nghi ngờ quỷ hoại đó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã hiểu đạo lý khen ngợi hay quỷ bán đều thành hạt giống Phật rồi, vậy thì sau khi về nhà phải tiếp tục niệm Phật, đừng có sợ người nhà phản đối hay quỷ bán rồi không niệm nữa.
Nếu người nhà chê bạn niệm ồn ào thì bạn có thể nói là tivi, máy thu âm của mấy người bật lớn tiếng như vậy cũng ồn chết đi được. Nếu bạn giảng Phật Pháp mà họ không cách nào tiếp nhận được, còn tưởng là đầu óc của bạn có vấn đề, vậy thì bạn chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Nếu như họ có nói bực bình quá đừng có niệm nữa, bạn cũng đừng có thèm để ý, chỉ cần biết niệm A-di-đà Phật tiếp tới luôn. Kẻ chướng ngại người niệm Phật chúng ta thì chính là kẻ thù của chúng ta. Bạn phải giống như một khẩu súng máy gì đó, bắn ra từng câu một A-di-đà Phật, đây là vũ khí tốt nhất. Vả lại, làm như thế cho bọn họ nghe Phật hiệu no nê luôn. Nhờ vào công đức nghe niệm Phật, nghiệp chướng của họ cũng được tiêu trừ. Như thế mới là độ thoát người nhà một cách đúng đắn. Một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên. Trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan, phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà, vẫn còn ý phá cầu đường, làm bẫy hại chúng sinh, đào hầm, đào hố, gieo hoạn nạn tai ương cho chúng sinh. Vì ác nghiệp ấy nên bị như vậy. Vì sao có chúng sinh bị ngục tốt trói, đeo gông, hành tội thống khổ? Phật đáp, vì đời trước họ giăng bẫy, chài lưới, đánh bắt chúng sinh, hay giam nhốt lục súc, hoặc làm kẻ cai trị dân mà cậy thế, ý quyền hành hạ ức hiếp người, tính tham lam ưa vơ vét, nhốt hại kẻ vô tội, khiến người lương thiện ôm oán hận không biết kêu ai. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: trước đây tôi từng kể chuyện một người do nuôi chim mà vô duyên vô cớ bị tù 3 năm. Chính vì giam cầm chúng sinh mà bị báo ứng. Cho dù bạn giam vật trong lồng vàng cho chúng ăn ngon thì cũng là làm trái quy luật sinh sống tự nhiên của loài vật. Còn có người lợi dụng mình đang có quyền lực, bắt nhốt người vô tội, hoặc bắt lầm, phán tội lầm, tạo ra oan ngục. Tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận, nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn: lại có chúng sinh điên cùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn: kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo.